Mình mới chào cả nhà. Hôm nay Huy muốn chia sẻ về cái cách mà làm hình ảnh cho banner hay là làm poster để mà cho những cái chương trình giao lưu livestream. Tại vì mình thấy dạo này trên Facebook nhiều người xài những cái apps rồi có quảng cáo, rồi nó không có được như ý muốn của mình. Có nghĩa là nó có quá là mệt, nó để lên nó với lại nó không được rõ, hay là nó không được professional cho mấy. Thì hôm nay Huy muốn chia sẻ cho các bạn cái chương trình nó gọi là Business Card Builder. Yeah. Để mình mở cái chương trình đó ra, Business Card MX. Đây, mình bấm vào cái editor thì nó hiện ra cái này. Để mình mở to ra một tí. Mình nói ví dụ như hình một người ca sĩ, mình tìm background thì mình có thể lên trên mạng mình tìm. Tại vì hình đã edit rồi thì nó không dính dáng gì tới bản quyền gì hết. Đây, ví dụ như mình tìm beautiful girl đi. Beautiful girl HD wallpaper. Mình dùng HD là để mình tìm những cái hình chất lượng cao, chất lượng rõ. Okay, chất lượng cao, chất lượng rõ để mà mình làm background. Okay. Hay là làm hình ảnh này nọ. Coi có cái hình nào hợp hay không, hợp lý hay không. Hay là cái này mình cũng có thể làm cho mấy tiệm nail, hay là làm cho mấy cái quán ăn để hình đồ ăn vô, hay là mấy cái quảng cáo, mấy cái slideshow. Okay. Đó, như những cái này, những cái hình này các bạn nhìn thấy là 1080 nè, cái này là Full HD. Ok, Full HD. Bây giờ mình nói ví dụ mình lấy cái hình này xuống. Đây, download wallpaper. Mình đã có cái hình này rồi. Các bạn nhìn thấy nha, mình đã có cái hình này rồi. Bây giờ mình mở ra, mình làm nó thành cái background. Hay là mình mở một cái folder download của mình ra. Rồi sau đó mình kéo cái hình nó, tại mới nãy mình lấy xuống là nó nằm ở trong cái folder download rồi. Đây, mình kéo nó vào. Mình kéo nó vào thì ở đây mình có thể chỉnh sửa. Ok, ở đây mình có thể chỉnh sửa. Bây giờ mình cho nó nằm ở đây đi. Ví dụ nha. Rồi bên này mình có thể chuyển qua, chuyển lại, chuyển đổi, quay nó vòng vòng hay là flip nó, flip ngược xuôi hay là trái phải. Ok, các bạn nhìn thấy nha. Đó, cái hình này thì nó hơi to cho nên mình có thể làm nhỏ nó lại, làm sao cho nó vừa đủ cái khung, hoặc là mình set nó thành background cũng được. Đây, mình tự set nó bằng background cho các bạn nhìn thấy. Nằm trong folder download. Stop. Download đây. Đó, mình set nó thành background. Ở đây mình có thể chuyển nó đi qua một tí, hay là làm cho nó nhỏ đi một tí theo ý muốn của mình. Theo ý muốn của mình nha. Ví dụ như kiểu này đi. Ở đây vẫn còn nhìn thấy cái màu trắng. Rồi. Hình ở đây mình có thể làm mờ. Mình có thể làm mờ để mà mình đưa chữ lên. Ví dụ như Stream Night, bấm một cái text mình đưa vào thì standard của nó là màu đen. Thì bây giờ mình có thể chọn chữ như ý muốn của mình. Bây giờ background màu xanh thì mình chơi chữ màu xanh luôn. Nhưng mà background màu xanh chơi chữ màu xanh thì nó không nổi, thì mình chơi một cái shadow lên. Có nghĩa là mình chơi shadow màu trắng. Ok, thì bây giờ các bạn đã đọc được rồi. Sau đó cũng như những cái apps khác, mình chọn mẫu chữ. Mình chọn mẫu chữ. Ok, đây, chọn mẫu chữ, ví dụ như mình test thử cho các bạn xem đi, tên ca sĩ đi ha. Tên ca sĩ, tên ca sĩ đi, viết gì đi. Trên này mình có thể thêm cái effect, có nghĩa là mình thêm cái shadow. Shadow thì mình làm màu đen cũng được, hay là làm màu
xanh lợt cũng được đây. Rồi sau đó mình có thể tăng nó lên, đồ nó đậm lên, và shadow đi hướng nào các bạn nhìn thấy không. Rồi xong cái này mình có thể thêm một cái gọi là reflection cho nó thành có cái bóng ở dưới. Nó có cái bóng ở dưới các bạn nhìn, nếu mà các bạn nhìn rõ các bạn sẽ nhìn thấy. Ok. Còn như cái hình, như cái hình thì mình cũng có thể làm theo cái kiểu mà sketch hay là đây, làm kiểu hình vẽ. Mình có thể lựa chọn hay là làm kiểu mờ ảo đi. Đó, làm mờ đi một tí nữa. Hay là cũng để text để nói chung là ở đây các bạn có thể làm cho rõ lên, đồ rõ lên. Rồi theo hình họa, hình đồ này nọ. Ok. Đó, là những cái này là những cái rất là đơn giản để mà xài nha. Rồi ngoài ra mình còn có thể bỏ hình khác lên nữa. Ví dụ như để mình tìm thêm một cái hình nữa nha. Tại vì đây hình bạn bè nhiều. Đây, ví dụ như ở đây cũng còn một hình, mình lấy cái hình này luôn. Hình này thì chất lượng kém mà, chất lượng nhỏ. Không sao, mình cần cái nhỏ thôi. Để trên màn hình luôn. Thì mình chỉ cần cái kéo cái tấm hình đó, mình kéo vào vào trong cái khung này thôi. Các bạn nhìn, mình cầm, mình kéo vào. Có nghĩa là plug and play nha. Drag and drop. Đấy. Mình có thể để nó mờ đi. Mình có thể để nó mờ đi. Hoặc là mình xóa đi cái background của ca sĩ này. Hay là của cô gái này. Là mình bấm vô cái erase này nè. Đó. Rồi từ đây là bắt đầu mình xóa đi. Ok. Mình xóa kiểu... đây, tại làm vui chơi thôi cho nên mình có thể xóa kiểu mình click lên là nó tự động nó xóa nè, các bạn nhìn thấy không? Nhưng mà ở đây thì mình xài cục gom để nó nhanh hơn. Để mình xài cục gom nó nhanh hơn nha. Trừ khi mình tới gần gần nó rồi đó thì bắt đầu mình mới xài những cái khác. Đây, mình đã đến gần rồi. Thì bây giờ mình xài cái Magic Wand. Đây. Các bạn nhìn thấy rõ mà đúng không? Tại vì mình đang làm video mà chỉ có nửa cái màn hình thôi. Mà vậy lại phải làm 4K nữa cho nên nó hơi phiền tí. Ok. Đó, như các bạn ở đây nhìn thấy là mình đã cắt cái background của nó. Cái này là mình làm nhanh nha. Cái này là mình làm nhanh để mà làm chia sẻ cho các bạn thôi, chứ không phải là mình làm cái kiểu mà cho công việc. Đó. Như bây giờ nhìn thấy ok rồi ha. Cắt sơ vậy thôi, mình không cần phải làm đàng hoàng. Sau đó mình ok đó. Thì ở đây mình có thể làm cái hình quay xoay qua kiểu này hay là xoay kiểu khác tùy mình. Cái đó là tùy mình. Đấy. Hay là mình làm to ra. Mình có thể làm to ra rồi mình kéo qua bên này một tí. Rồi, còn cái tên thì mình để qua một bên khác. Còn cái hình này mình làm mờ đi một tí nữa. Đó. Ở đây background thích thì cho nó rõ luôn. Thích thì cho rõ luôn. Đó. Rồi cái hình này mình cũng có thể làm một tí effect để cho nó mờ đi. Rồi đây. Cho mờ đi một tí. Đó. Nhìn miễn sao cái này là mỗi người có mỗi cái phong cách làm, mỗi người có một cái nói chung là cái khẩu vị khác nhau, cái sở thích khác nhau, cái cách nhìn khác nhau. Rồi ngoài ra ở đây là mình ghi tên ca sĩ, rồi mình có thể ghi ngày. Thì ví dụ như cái này mà nó không rõ thì mình có thể phóng to ra, hay là mình làm chữ đậm đi. Okay. Là ấy đây mình làm đậm lên nữa, hay là mình cho cái shadow nó tô đậm lên nữa. Ok. Thì các bạn nhìn ở đây rồi sau đó mình có thể ghi ngày giờ livestream của cái ca sĩ đó. Ok. Rồi đổi font khác. Đổi một cái font khác. Cái này là cái ví dụ mà mình làm để mà mình chia sẻ cho các bạn nhìn thấy. Ok.
font tiếng Việt hay là VPS, VNP, VNI, đó là để mình viết tiếng Việt, hay là Vini thư pháp. Thư pháp thì cũng có nhiều, nhưng mà nhìn nó châu Áo á cũng được, không sao cũng được, cái này là mình để thử thôi. Bây giờ mình dùng thư pháp rồi mình đánh cái mình dùng cái chức năng Vini đúng không, nó để Vini thì mình đánh theo kiểu Vini. Đó cũng là lý do mà tại sao có nhiều người họ đánh chữ mà nó có chữ nó thay đổi tiếng Việt được, có chữ nó bị lệch qua cái kiểu khác đó. Như bây giờ mình ghi thứ bảy ngày 15 tháng 5 lúc 20 giờ. Đấy. Thứ bảy 15 tháng 5 lúc 20 giờ. Cái này là mình pha tạm cho nhìn thấy. Bây giờ cái này màu trắng thì khó đọc thì mình lại chơi cái shadow màu đỏ vào. À, hay là shadow màu đen hay là xanh đậm để mà mình dễ thấy rõ hơn. Đó, xanh đậm. Ok, cho nó rõ hơn tí thì mình cũng có thể làm tăng nó lên nữa để cho nó nổi lên nữa. Ok. Đó, như các bạn đi nhìn thấy nha. Rồi cái hình này mình có thể lưu lại thành HD. Mình có thể lưu lại thành HD, mình có thể lưu thật lớn luôn. Đến khi mà có cái này rồi mình có thể làm video clips qua cái chương trình ProShow. Nó đơn giản, nó nhanh, nó lẹ, chứ nó không phải như Photoshop nó nặng hay là ACDC nó nặng. Mà ngược lại các bạn có thể làm hết tất cả mọi thứ ở đây. Ok, một cái chương trình rất là nhỏ nhỏ. Business Cards MX, các bạn tìm trên Google sẽ nhìn thấy. Ok, mình đây các bạn nhìn, ở đây mình có thể export image 1200 luôn. Ok, bây giờ mình bấm save thì nó hỏi mình cái chỗ lựa chỗ nào để mà mình save lại. Mình cũng bỏ trên desktop và mình đánh vô test làm hình. Ok, bây giờ mình close nó đi. Thì ở trên màn hình của mình đã có cái tấm hình này, test làm hình. Đó. Video này là Huy chia sẻ cái cách làm flyer, làm post, làm poster để mà chơi vui trên Facebook. Cũng có thể là làm cho những cái tiệm nail, làm design, làm những cái mà offer như mấy lễ phục sinh hay là lễ Giáng sinh hay là cái gì đó, hay là làm business card, tại cái tên của nó là business card builder mà. Thậm chí làm luôn mấy cái nhãn hiệu, mấy cái bảng lớn ở trên treo ở trên tường luôn, nó làm được hết, nó làm được hết. Các bạn nhìn thấy thì nếu mà có thắc mắc gì cứ tự nhiên mà đặt câu hỏi nha, cứ mạnh dạn lên đặt câu hỏi, tại vì ai cũng phải học, ai cũng phải biết, mỗi người đều có một cái kinh nghiệm riêng. Có thể là bây giờ Huy chia sẻ cái này, nhưng mà có thể gặp được một người design thật tốt, họ lại giải thích cho mình và chia sẻ cho mình một cái cách khác làm nhanh hơn nữa, làm tốt hơn nữa, làm hay hơn nữa. Đó. Hay là họ chuyên môn hơn nữa, xài chương trình nào mà vừa dễ vừa chuyên môn hơn nữa, thì cái này là mình chia sẻ lẫn nhau, chia sẻ với nhau để mà mình học hỏi. Ok, Huy xin ngừng cái video tại đây nha. Huy sẽ đưa nó lên YouTube ngay bây giờ. Xin chào cả nhà.